Rồi, ok, hello các bạn đang xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật may mắn và thành công. Thì video này mình sẽ làm ăn mừng về lần đầu tiên kênh của mình đạt được 100 người đăng ký nha các bạn. Thì dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua và đã tạo động lực để mình làm những video hướng dẫn về cách trồng các loại cây bắt mồi. Nói chung là kênh cũng đang hoàn thiện nên mình cũng có khá là nhiều ý tưởng để làm những video. Thì mình sẽ làm từ từ thôi, vì bây giờ mình cũng ít thời gian rồi, mình không có nhiều thời gian mấy nữa. Rồi ok, thì trong khuôn khổ mà ăn mừng 100 kênh 100 người đăng ký á, thì mình sẽ làm một cái event nhỏ nhỏ thôi, cũng không phải là event quá lớn gì hết. Thì sau này có làm một event lớn tặng một cái cây bự chà bá hay là gì á, thì phụ thuộc vào tình yêu thương của các bạn đối với mình thôi. Rồi ok, mình sẽ vào chủ đề chính là công bố giải event. Thì mình dự định là mình sẽ làm giải event theo dạng xổ số. Thì chắc các event xổ số của các trang fanpage khác chắc các bạn cũng đã biết rồi. Thì các bạn hãy comment một con số nào đó, sau đó các bạn nhấn like fanpage, các bạn chia sẻ ra để cùng mọi người tham gia cho chung cho nó vui. Thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi các bạn. Mình sẽ đặt ra ra là con số là trong khoảng cách là từ 000 tới 999. Đó, các bạn comment vô tới bữa thứ hai vào ngày 17 tháng 8 á, mình sẽ bắt đầu mình livestream luôn, mình trực tiếp trên fanpage. Do mình không trực tiếp trên YouTube, tại vì bây giờ mình cũng chưa hiểu rõ mấy về cái cách hoạt động của YouTube, nên thôi mình hồi xưa mình cũng có livestream trên fanpage rồi, fanpage khác chứ, mình cũng làm admin của fanpage khác, mình livestream hết rồi. Thì mình cũng tương đối là mình hiểu về cái cách mà livestream trên Facebook, mình sẽ làm trên đó. Rồi livestream đó thì bạn nào mà trúng thì mình sẽ chụp lại cái bài đó thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ công bố giải nha các bạn. Thì theo như trong hình á, các bạn đang thấy là có 6 chậu cây bắt mồi tượng trưng cho 6 dòng khác nhau, 6 dòng bắt mồi khác nhau. Đầu tiên là bẫy kẹp nè, hố bẫy nè, gọng bó nè, pin nè, pingucula, cái này tên Việt hóa của nó gọi là cẩu bơ đó các bạn. Đây là bilis, thì nhiều bạn sẽ nhầm bilis là chung họ gọng bó, nhưng mà thật ra là nó khác nha các bạn, nó giống như anh em họ vậy đó, là tên nó là bilis luôn chứ không phải là rosea đâu. Đây một dòng bắt mồi gọng bó, bắt mồi khác cùng họ gần với gọng bó. Và đây là nắp ấm thì chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Thì cái cơ cấu giải thưởng là mình sẽ quay là gồm có giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, là 6 giải. Thì cái giải đặc biệt á là các bạn phải trúng chính xác cái lần đầu tiên mà mình quay quay cái random đó, thì mình sẽ dựa vào cái trang mà random á, thì mình sẽ thiết lập lên trên đó, mình sẽ cho đó cái mà mình nhấn cái là nó sẽ random ra một con số nào đó, thì các bạn trúng trùng với con số nào đó, trùng với con số trên đó, và mình sẽ kiểm tra trên trên cái bài, trên cái phần comment của các bạn là các bạn không được chỉnh sửa comment đó. Thì nếu như các bạn chuẩn xác cái giải đặc biệt đó thì các bạn sẽ nhận được trọn bộ combo này luôn, trọn bộ combo cái bắt mồi này luôn. Để đó là giải đặc biệt, là các bạn trúng cái là các bạn sẽ hưởng hết luôn nguyên cái giải này. Còn nếu như mà mình random không có bạn nào mà trúng á, thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục random giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Thì giải nhất đó là một chậu cây bẫy kẹp này. Một chậu cây bẫy kẹp, ánh sáng nó hơi mờ xíu, đây rồi, một chậu cây bẫy kẹp này là giải nhất nè. Ở đây mình sẽ tiếp tục random giải nhì, giải nhì là một chậu hố bẫy,
Giải ba là một chậu gọng vó spatulata. Đây, gọng vó spatula. Còn giải giải tư á là các bạn sẽ được một cặp này gồm cây cỏ bơ và cái cây bilis, cái cây bilis này, vì cái cây bilis này nó tương đối nó nhỏ quá thì thôi mình gẹp gộp chung với lại cái cây cỏ bơ làm giải tư luôn. À, còn nếu như mà có thay đổi gì á, thì mình sẽ tách cái này ra, mình làm cái cây bilis này sẽ là giải tư, còn cái cỏ bơ này là sẽ là giải năm. À, thì chắc là vậy đi, sẽ là cho thằng này làm giải tư, đây là giải năm, là một dòng cỏ bơ. Thì dòng cỏ bơ này chắc nhiều, có thể có nhiều bạn khá là lạ lẫm với nó, nhưng mà nó thực chất là nó là một dòng cây bắt mồi. Nhớ các bạn, mình sẽ làm một video riêng về cho nó. À, thì nói chung là kênh của mình đang trên quá trình hoàn thiện nên mình cũng chưa làm hết tất cả các dòng cây bắt mồi nữa. Rồi, ở đó giải 6 là các bạn sẽ được một cây nắp ấm. À, về cái phần phí ship á, thì các bạn chịu ship giúp mình nha. À, thì nói chung là phí ship nó cũng không có nhiều đâu, chừng mười mấy ngàn, à mười mấy 20 ngàn giờ tùy theo dùng các bạn sinh sống. À, tùy theo dùng thôi, rẻ thôi chứ con không kê, tại nó rẻ là do không có bị áp dụng cái phí mà thu hộ á. À, thì các bạn chịu ship giúp mình nha, rồi mình xin cảm ơn các bạn. Rồi, đó là cơ cấu giải thưởng. Thì khoảng thứ hai vào lúc 9 giờ đi cho nó kia chơi thì các bạn sẽ về, đi về hết rồi. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình livestream trên fanpage, thì link fanpage mình sẽ để phía dưới phần mô tả của comment này, gì kèm với lại cái link mà cái bài viết mà cái thể loại đồ mình sẽ viết thành một cái bài riêng luôn. Thì các bạn hãy comment vào cái bài đó, và mình sẽ dùng cái phần comment đó để mình dự giải, làm giải thưởng, làm cái giải thưởng. Khoảng thì trong 9 giờ mình bắt đầu livestream á, mình sẽ random luôn. Thì nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về cách trồng cây bắt mồi rồi đó thì các bạn comment phía dưới, mình sẽ trả lời trực tiếp với các bạn luôn. Đó, thì trong cho trong khoảng hiểu hiểu biết của mình thôi, chứ mình không thể nào trả lời hết toàn bộ. Có thể là dòng Cephalotes á, thì mình chưa 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 có khỏe, tiếp được tiếp xúc với nó nên mình nhiều khi mình không biết nên các bạn hỏi thì mình cũng bó tay luôn. À, thì trong khoảng hiểu biết của mình thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và chúc các bạn may mắn nhận được giải đặc biệt của mình nha. Mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.